Thưa quý vị, hiện mực nước hồ sông Thay đang ở cao trình 71,8 m, tương ứng dung tích hơn 196 triệu mét khối, bằng 90% so với dung tích thiết kế. Mực nước tại hồ sông Hỏa đang ở cao trình là 24,3 m, tương đương với dung tích hơn 1,5 triệu mét khối. Trung tâm Quản lý Khai thác Công trình Thủy lợi thuộc Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn vừa có công văn thông báo tới các địa phương dẹp việc xả lũ đợt 2 tại công trình hồ chứa nước sông Thay và đợt 3 đối với công trình hồ chứa nước sông Hỏa. Thời gian xả lũ từ ngày mai 8 tháng 10 đến ngày 18 tháng 10 năm 2023. Trong thời gian xả lũ, hai công trình hồ chứa nước sông Ray và sông Hỏa từ ngày 8 đến ngày 18 tháng 10 năm 2023 có khả năng ảnh hưởng đến các hộ dân sản xuất dọc hai bên bờ sông Ray và sông Hỏa. Do đó, Trung tâm Quản lý Khai thác Công trình Thủy lợi đề nghị các địa phương nằm trong khu vực xả lũ thông báo kịp thời cho người dân được biết, chủ động trong công tác sản xuất, tuyệt đối không để người dân đánh bắt cá, mò cua, bắt ốc trong vùng hạ lưu công trình đang xả lũ.